còn tại tỉnh Bình Thuận, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Tân cho biết đang tạm giữ đối tượng Hứa Thế Nhật sinh năm 1983, tạm trú tại địa phương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói đối tượng này không đột nhập nhà dân bình thường để lấy tài sản mà lợi dụng đêm tối, y cãi gan đột nhập vào trụ sở công an để trộm lại tăng vật. Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận vài ngày qua. Vào chiều ngày 21 tháng 11, hứa Thế Nhật điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A, địa phận huyện Hàm Tân, nhưng không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe. Nhật bị tổ tuần tra giao thông công an huyện Hàm Tân lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện để xử lý. Đến rạng sáng 22 tháng 11, lợi dụng trời tối, Nhật đã đột nhập vào trụ sở công an huyện thực hiện hành vi trộm lại chiếc xe máy của mình nhưng đã bị tổ canh gác tuần tra đêm của công an huyện kịp thời phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Tân đang điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.